À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách mà mình đăng ký cái ví điện tử là Pioneer. Thì cái ví điện tử Pioneer này dùng để nhận tiền từ các cái công ty ở nước ngoài trở về Việt Nam. Thí dụ như bây giờ chúng ta thực hiện cái việc kinh doanh trực tuyến qua, thí dụ như Clickbank, qua Amazon chẳng hạn, vân vân, thì các đối tác nước ngoài sẽ chuyển tiền trả cho chúng ta. Thì thông thường thì họ sẽ có hai cái hình thức chuyển. Hình chuyển thứ nhất là chuyển qua check, thứ hai nó là chuyển qua ví điện tử. Thì hiện giờ cái ví điện tử Pioneer này là tương đối là được phổ biến rộng rãi, dành cho các đối tác, các công ty mà khi chúng ta kinh doanh bán hàng của họ thì họ sẽ trả hoa hồng cho chúng ta thông qua ví điện tử. Thì cái ví điện tử Pioneer này được đông đảo các cái những người kinh doanh trực tuyến trên mạng đang sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Thì trước tiên chúng ta phải thực hiện việc đăng ký như sau. Cái dòng đầu tiên là chúng ta phải điền tên của mình. Đầu tiên cái phần là first name, là chúng ta điền tên. Chúng ta điền tên là first name. Cái hai là last name thì mình điền họ và chữ lót. Và cái thứ ba là chúng ta điền cái địa chỉ, là chúng ta hãy điền bằng tiếng Anh. Ở đây là địa chỉ email, thì là anh chị địa chỉ email thì chúng ta điền địa chỉ email vào đây. Cái dòng kế tiếp chúng ta nhập lại địa chỉ email. Và chúng ta dòng cuối cùng là chúng ta điền ngày tháng năm sinh. Chúng ta đã điền xong. Bước tiếp theo là chúng ta chọn next. Trong cái bước này được gọi là cái contact detail. Ở đây nó có nhiều ngôn ngữ lựa chọn, chúng ta có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Tôi khuyên bạn nên chọn tiếng Anh. Qua cái bước thứ hai, chúng ta bấm next. Qua bước thứ hai đó là bước mình điền là contact detail. Đây là tức là cái chi tiết của cái liên lạc. Đầu tiên, cái cột đầu tiên chúng ta chọn Việt Nam, country chúng ta chọn Việt Nam. Cái địa chỉ thì chúng ta chọn là số nhà, địa chỉ phường, quận. Đây chúng ta chọn địa chỉ nhà phường quận ở đây. Nếu ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chọn là họ chữ mình ở đây. Còn cái đây là cái post zip code này, đây postal zip code này, thì nếu có thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ chọn là 700 ngàn. Ở đây nó có hai hình thức liên lạc, chúng ta chọn thì chúng ta chọn là mobile. Thì chúng ta chọn sổ ở đây để chúng ta chọn là cái mã vùng Việt Nam, rồi chọn Việt Nam là cộng 84. Ở đây ví dụ như cái điện thoại của bạn là 0937 112233, thì bây giờ ở đây sau mình theo khi mình đã đánh cái mã vùng là cộng 84 ở đây, thì mình chính bỏ số 0 này, mình đánh là 937 112233 chẳng hạn, và sau đó chúng ta bấm chọn next để chúng ta qua cái trang kế tiếp. Đó qua cái phần là security detail. Trong security detail này thì đầu tiên là chúng ta chọn là cái ở đây là cái username. Ở đây thì thông thường thì nó lấy cái địa chỉ email của mình. Cái dòng thứ hai nó là interpass của password, thì chúng ta sẽ chọn cái password của mình ở đây. Password ở đây thì chúng ta nên có chữ hoa, chữ thường, ký tự và ký tự đặc biệt thì nó sẽ bảo mật. Sau đó chúng ta đánh lại cái password ở đây. Cái dòng kế tiếp là chúng ta sẽ chọn câu hỏi bảo mật. Ở đây thì chúng ta chọn nút sổ thì chúng ta chọn câu hỏi bảo mật, và dưới đây là chúng ta chọn cái câu trả lời, và thực hiện đầy đủ các cái thao tác này thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái bước là security detail, tức là cái chi tiết bảo mật. Ở đây nó gợi ý chúng ta là bắt buộc là chọn chữ Latin. Sau khi chúng ta điền hết cái chi tiết trên thì chúng ta sẽ qua được cái trang kế tiếp. Trang này gọi là trang ở đây nó ghi là almost done, có nghĩa là gần như là hoàn thành. Thì cái bước còn lại ở đây thì chúng ta sẽ chọn xác nhận cái địa chỉ ở đây là national ID, tức là chứng minh nhân dân chúng ta. Cái này chính name của cái xuất hiện trên cái national ID. Mình chọn là ở đây là ví dụ như mình đánh từ nãy là mình đánh Sơn Hoàng Ngọc Sơn, nhưng mà ở đây nó xuất hiện thì là Sơn Hoàng Ngọc nha.
cái nó nói dòng này chúng ta đánh cái số chứng minh nhân dân chúng ta vào đây. Và thứ ba là chúng ta chọn cái country, chúng ta vô nhà Việt Nam thì chúng ta chọn sổ xuống, chúng ta chọn Việt Nam đó. Đó, như vậy thì sau khi chúng ta chọn đầy đủ các thông tin trên, chúng ta đánh cái số chứng minh nhân dân nữa thì chúng ta bấm next thì nó sẽ thực hiện xong cái bước cuối cùng này. Chúng ta chúng ta đã đi cho mình giờ chúng ta vào. Sau khi chúng ta đánh cho mình dần vào ở đây nó có, chúng ta kéo xuống cuối màn hình thì chúng ta thấy nó có ba nút chặt ở đây, chúng ta phải chặt ở đây đồng ý các điều khoản đây, chặt đây chặt đây chặt đây, và sau đó chúng ta bấm next thì chúng ta sẽ được qua cái trang kế tiếp. Thì cái trang này coi như là nó hoàn thành ở đây. Bước này bước thứ hai, bước này thứ hai nó gọi là review on process, có nghĩa là cái chức năng sẽ xem xét và tiến hành xác duyệt đó. Còn cái bước thứ ba này là cái bước là sau khi nó đã tiến hành xác duyệt xong, ở đây nó ghi là phải vài ngày làm việc, thì nếu mà nó đã xác duyệt xong thì nó sẽ cấp cho bạn một cái master card gửi qua cái địa chỉ theo mà mình đã khai báo hồi nãy và contact detail đó, thì coi như chúng ta đã thực hiện xong.